Chân mến chào các khán giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ năm ngày 18 tháng 4. Sau đây là phần tin. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết nhà chức trách vẫn chưa bắt giữ nghi phạm vụ nổ bom tại cuộc đua Marathon Boston. Kính thưa quý khán thính giả, hiện đang có nhiều tin tức trái ngược nhau về vụ điều tra và bắt giữ nghi phạm vụ khủng bố nổ bom ở Boston trong lúc một số đài truyền hình hoa kỳ trích dẫn nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết nghi phạm đã bị bắt một số khác thì cho rằng fbi vẫn đang trong quá trình nhận diện nghi phạm và chưa tiến hành bắt giữ đài cnn loan tin cho biết là nhà chức trách hoa kỳ đã bắt giữ nghi phạm vụ nổ bom tại cuộc đua marathon boston tuy nhiên đài cbs thì nói rằng nghi phạm đã bước đầu được nhận diện nhưng vẫn chưa bị bắt giam theo tin cnn cục điều tra liên bang hoa kỳ fbi vào trưa hôm qua đã tìm ra và bắt giữ một người đàn ông da màu, tình nghi là thủ phạm gây ra vụ nổ bom hôm thứ hai vừa qua tại đích đến của cuộc đua marathon Boston, giết chết 3 người và làm thương hơn 150 người khác. Trong khi đó, CBS cho biết là các nhân viên điều tra đã tìm ra thủ phạm sau khi phân tích các đoạn video của một công ty bán lẻ ở gần trái nổ thứ hai, nhưng chưa bắt giam kẻ tình nghi. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn tiến của cuộc điều tra này và gửi đến quý khán thính giả những tin tức mới nhất. Thưa quý vị, trở lại với phần tin Việt Nam. Hội nghị kết nối Bộ trưởng Việt Nam Singapore lần thứ 9 vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh hôm qua 16 tháng 4 để thảo luận cách thức tăng cường hợp tác kinh tế song phương giữa hai quốc gia. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh và Bộ trưởng Bộ Công thương Singapore Him Hin Keng đồng chủ tịch hội nghị này. Đây là hội nghị được tổ chức thường niên để đánh giá tiến trình thực hiện các nội dung hợp tác cũng như đề ra các kế hoạch cho phát triển trong tương lai. Tại hội nghị, hai bên đã xem xét và đánh giá lại những kết quả làm được trong Hiệp định Kết nối Kinh tế Việt Nam-Singapore, gọi tắt là VSAEC của năm ngoái. Tại hội nghị, phía Singapore cũng khẳng định không chỉ tăng cường kết nối ở cấp chính phủ, mà còn muốn tăng cường quan hệ ở cấp các công ty giữa hai quốc gia. Tính đến hết năm 2012, Singapore đã đầu tư hơn 5 tỷ đô la vào Việt Nam với hơn 600 dự án tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, hôm qua đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông David Sheer đã chính thức công bố một dự án mới do Hoa Kỳ tài trợ, nhằm cung cấp một loạt các dịch vụ toàn diện sẽ phục vụ khoảng 10.000 người khuyết tật. Chương trình hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật được cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) sẽ giúp đào tạo, hướng dẫn và hỗ trợ để trẻ em khuyết tật có thể tiếp cận bình đẳng với giáo dục cũng như các dịch vụ khác. Dự án 9 triệu đô la này giúp nâng cao hiệu quả và tiếng nói của các tổ chức người khuyết tật thông qua các giới tài trợ nhỏ, đồng thời hỗ trợ người khuyết tật với các dịch vụ phẫu thuật chỉnh hình, vật lý trị liệu, các thiết bị trợ giúp, ngôn ngữ trị liệu và các phục hồi chức năng nghề nghiệp. Mục tiêu quan trọng của dự án là xây dựng một hệ thống quản lý theo trường hợp, giúp người khuyết tật tiếp cận những dịch vụ chuyên biệt có chất lượng. Để thực hiện dự án này, USA và các đối tác thực hiện dự án là tổ chức DAI và Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Việt Nam sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các sở, ban ngành thuộc thành phố Đà Nẵng, tỉnh Bình Định, Đồng Nai và các tỉnh khác. Liên quan đến dịch cúm gia cầm đang hoàn hành tại Trung Quốc, tin cho hay vừa có thêm 2 người chết do nhiễm cúm H7N9 tại Thượng Hải, nâng tổng số những người bị nhiễm tại Trung Quốc lên đến 16 người. Như vậy, sau 2 tuần thông báo dịch cúm gia cầm H7N9 lây nhiễm trên người, Trung Quốc xác nhận đến nay đã có tổng cộng 77 trường hợp. Trong khi đó, ngày hôm qua 17 tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết số một số người xét nghiệm dương tính với đợt cúm gia cầm mới ở Trung Quốc không hề có tiếp xúc với gia cầm. Phát hiện này càng khiến việc nghiên cứu về virus gây tử vong cho người thêm khó xác định. Phát ngôn nhân của Tổ chức WHO, George Hart cho biết như vừa nêu, trong sau khi phía Trung Quốc báo cáo khoảng 40% những người nhiễm virus H7N9 không có tiếp xúc với gà vịt. Trung Quốc cho biết số những người mắc cúm gia cầm H7N9 sẽ còn tiếp tục tăng cao. Hiện tại nguồn lây nhiễm vẫn chưa được xác định. Tuy vậy, nguồn lây lan từ người sang người được xác định là không có và cuối cùng thưa quý vị về tình hình bán đảo triều tiên các lãnh đạo quân sự hàn quốc và hoa kỳ sẽ gặp nhau hôm nay để bàn bạc một phương án phòng vệ chung cũng như các hoạt động hợp tác khác trước đe dọa của bắc hàn Bản tin của hãng thông tấn Yonhap cho hay, tướng Hàn Quốc Shin Yo và đại tướng Hoa Kỳ Martin Dempsey sẽ có một cuộc họp qua video cho cuộc họp Ủy ban quân sự lần thứ 37 diễn ra vào ngày hôm nay. Trong cuộc họp thường niên này, hai bên sẽ xem xét đến các khả năng phòng ngự chung trước những căng thẳng leo thang từ phía Bắc Hàn. Đồng thời, ngay sau cuộc họp, hai phía sẽ có bản tuyên bố chung về tình hình an ninh tại bán đảo Triều Tiên. Theo kế hoạch ban đầu, tướng Jeong Yo của Hàn Quốc sẽ bay tới Washington để gặp người đương nhiệm, nhưng sau đó kế hoạch thay đổi do tình hình đang bất ổn tại khu vực. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chân Như xin cảm ơn và xin kính chào tạm biệt quý vị.